Vâng, xin chào cả nhà. Hôm nay thì tôi tiếp tục giới thiệu cho các bạn một số những cái công dụng của cái cây mà chúng ta hay gọi là cây hoa cứt lợn đấy các bạn. Thì cái cây cứt lợn thì được biết đến như là một cái cây cỏ dại, ở đâu cũng thấy, ở đâu cũng có. Nhưng mà khi mà tác dụng của nó thì không phải là hầu như ai cũng biết đến tác dụng của nó. Chính bởi vậy cho nên là hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái công dụng của cái loài cây này. Đây, ở trước mắt chúng ta, đây là những cái cây hoa cứt lợn đây các bạn. Đấy. Nói đến cây cứt lợn thì nhiều người lại lầm tưởng là cây hoa xuyến chi. Đấy, nhưng mà không phải. Đây, hôm nay tôi muốn nói chính là cây này đấy các bạn ạ. Đây các bạn, đợi tôi, để tôi để cái chân máy cho thoải mái một tí. Rồi, đây thưa các bạn rằng đây là chính là cái cây cứt lợn đây. Đó. Đây. Đấy, không biết là các bạn thấy rõ không? Ở trên tôi gọi là hàn phong mia đây. Địa phương của chúng tôi gọi là hàn phong mia. Đây, cây này thì nó có khá là nhiều công dụng. Đây, một nắm đây các bạn ạ. Đó. Đây các bạn có thể nhìn rõ là hoa của nó như thế này này các bạn này. Rồi. Đây. Đấy, bây giờ thì cũng tương đối là khô cằn rồi, cho nên là nó không được tươi tốt. Còn đến mùa của nó thì cả một bãi là toàn là cái cây cứt lợn này, nhìn rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đấy, hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái công dụng về việc chữa bệnh cũng như là các mẹo dùng của cái cây hoa cứt lợn này đây các bạn. Đấy. Cái thứ nhất thì như chúng ta đã biết thì ở trên những cái thông tin đại chúng hoặc là những cái sách, người ta hay nói về việc viêm xoang. Đấy, chữa trị viêm xoang bằng cây cứt lợn này. Đây. Thì cái cây cứt lợn này để mà chữa viêm xoang thì nó sẽ cực kỳ hiệu quả rồi. Đặc biệt là những cái nhà thuốc nào mà họ làm ra được cái những cái cao ấy, họ nấu thành cao, nấu sẵn thành cao thì những cái cao đấy nó rất là hiệu quả. Đấy. Và khi mà chúng ta không có điều kiện để mà nấu thành cao thì chúng ta cũng có thể hái cây này về để mà làm, để làm thuốc rất là tốt. Và cách làm thì như sau: khi mà những cái trường hợp mà bị viêm xoang ấy thì chúng ta hái hoặc là mua cái cây này, cây tươi nhé các bạn. Đấy, về rửa sạch rồi ngâm muối, sau đó rán nát lấy cái nước của nó, đấy, lấy cái nước cốt của nó và dùng cái bơm, dùng cái bông ấy, bông tẩm vào nước. Đấy, sau đó dùng bơm cái bông kia đã tẩm nước xong là chúng ta lao lên bên mũi bị đau thì nó sẽ có cái công dụng khá là hiệu quả đấy các bạn. Đấy. Đây. Đây. Đây các bạn này. Đây chính là cái cây cứt lợn này. Hay là cây cỏ hôi này, thật sự là cái cây này nó khá là hôi. Vâng, thì đấy là cái cách sử dụng để mà chữa cái viêm xoang. Đấy, tức là chúng ta lấy một nắm về rửa thật sạch, tẩm muối, rồi giã lấy nước, bỏ bông vào tẩm cái nước cốt đấy cho vào mũi, lau mũi của chúng ta. Lau những cái khu mà bị đau ấy thì nó sẽ có tác dụng điều trị viêm xoang khá là hiệu quả. Và cái thứ hai nữa, người dân địa phương sử dụng cái cây này trị một số những cái bệnh phụ như là kiểu là rong huyết sau sinh nở ấy, nó cũng khá là hiệu quả này. Khi mà những cái trường hợp mà bị rong huyết sau sinh ấy, chúng ta hái khoảng 30 gram đến 50 gram cây tươi này về rửa sạch rồi giã nát và lấy cái nước để uống các bạn nhé. Cái nước này chúng ta uống được. Đấy, vắt nước để uống. Và chỉ cần uống trong một ngày hôm đó và uống liền trong khoảng thời gian 3 đến 4 ngày
Đấy, thì nó sẽ có khả năng chữa bệnh rất là hiệu quả những cái trường hợp mà bị rong huyết ấy sau sinh ấy các bạn. Và cái thứ ba nữa, cái cây này có thể dùng để mà làm cái nước gội đầu đấy cho cái cây hoa kết hợp đun với bồ kết đấy các bạn này, cho cái hoa của nó này, đây hoa đây, đây hoa này này, kết hợp đun với cái nước, đun với cái bồ kết ấy thì dùng nước đó để mà gội đầu thì nó có rất là nhiều tác dụng tốt, làm tóc thơm này, trơn hơn và sạch gầu, đặc biệt là rất là sạch gầu, rất tốt đấy. Cái thứ tư thì cái dùng cái cây này này, cái cây cỏ hôi này, hay còn gọi là chúng ta bảo cây cứt lợn đấy. Đấy, cây cứt lợn này thì chúng ta đều để mà điều trị viêm họng nhé các bạn nhé. Đấy, khi mà cách dùng thì chúng ta lấy 20g cây cứt lợn này với lại cam thảo đất 16g, với lá rẻ quạt 6g, kim ngân hoa 20g, tất cả các bạn trộn đều, xắt thành một thang để uống, chia làm 2 đến 3 lần uống. Đấy. Đấy là cái tác dụng để mà chữa viêm họng của cái cây này. Cái thứ năm nữa là trị cái viêm đường hô hấp nhé các bạn. Đấy. Thì chúng ta lấy 20g cái cây cứt lợn này với lại 16g cam thảo đất và lá bồng bồng 12g, xắt uống một ngày một thang và chia ra từ 2 đến 3 lần uống. Đấy, 2 đến 3 lần uống trong một ngày. Và một cái nữa, cái thứ sáu để trị sỏi tiết niệu ấy thì chúng ta lấy 20g này cái cứt lợn này. Đấy, với lại 20g cây mã đề nhá. Cây mã đề thì ở đây không có, để hôm nào tôi về tôi tìm cho các bạn về cái cây mã đề. Và cây mã đề thì nó có rất là nhiều tác dụng, nó cũng có tác dụng còn hơn cả cây này, và thật ra nó có rất là nhiều công dụng luôn, thì hôm sau tôi sẽ nói cho các bạn biết. Đấy, khi mà chị sỏi tiết niệu ấy, thì chúng ta dùng 20g cây cứt lợn này, mã đề 20g, dâu ngô 12g, kim tiền thảo 16g, và tất cả sắc uống ngày một thang, chia ra làm 2 đến 3 lần uống nha các bạn. Đấy. Và cái thứ bảy nữa, điều trị chốc đầu, và đặc biệt là chốc đầu ở trẻ em ấy, thì chúng ta lấy cái cây cứt lợn này rửa sạch và lấy lượng vừa đủ thôi, đun sôi để ấm, rồi rửa vào vết thương ngày từ 1 đến 2 lần, thì chúng ta dùng khoảng thời gian từ 1 tuần đến 2 tuần thì nó sẽ khỏi. Đấy, đấy là một số cái thông tin. Ngoài ra nữa thì theo một số thông tin trong sách thì nó còn gọi là trị được cái ung thư dạ dày và cổ tử cung nữa các bạn. Và đấy, cái cách dùng thì chúng ta dùng khoảng 20g cây cứt lợn này, dạ hương ngư, kim nữ khấu, cỏ nhọn nồi. Đấy, mỗi thứ 30g giã nắp, rồi thêm 15 ml nước cây ba phong uống sau khi ăn. Đấy, từ 1 đến 2 lần trong một ngày thì chúng ta uống nhiều lần thì nó sẽ khỏi. Đó. Và một cái nữa, cái thứ 9, cái cây này nhá, cây cứt lợn này này, điều trị đau xương và sải xương nó cũng khá là hiệu quả. Chúng ta lấy cái hoa cứt lợn khô đấy, lấy hoa cứt lợn khô này cho vào lò đốt cháy. Một đầu có đầu để khói ra và lấy khói đó xả vào cái vùng bị đau xương thì nó cũng khá là hiệu quả. Đấy là theo kinh nghiệm dân gian đấy hay dùng. Và một cái nữa, công dụng của cây này thì nó còn có thể trị sốt rét này và cảm này. Dùng 16 cành cái cứt lợn khô rồi xắt với nước này để mà chia 2 lần uống trong một ngày thì nó có thể trị sốt rét và trị cảm các bạn ạ. Và cái cuối cùng, cái này có thể trị được những cái vết thương mụn nhọn mưng mủ, thì chúng ta dùng cái cây này rất là tốt này. Cây cứt lợn tươi này chúng ta rửa sạch, giá nắp rồi đắp vào những cái vết thương, đắp vào những cái chỗ mụn nhọt. Thế thì nó sẽ nhanh chóng tạo mủ và sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Đấy là một số những cái thông tin mà theo kinh nghiệm dân gian và cũng như là ở trên những cái phương tiện sách báo y học thì tôi tổng hợp lại để mà muốn gửi đến tất cả các bạn về những cái thông tin về cái cây thuốc này, đây cây cứt lợn đây. Đấy, hy vọng đấy là một số những cái thông tin nó hữu ích để giúp cho các bạn trong việc bảo vệ sức khỏe của chính bản thân, gia đình cũng như là bạn bè. Đó. Đấy là những cái mà tôi nói, chắc chắn là tôi nói sẽ nó còn có rất là nhiều những cái thiếu sót. Thì mong tất cả các bạn, các anh chị, nếu mà chúng ta đã biết đến cây cây cứt lợn, cây cây cỏ hôi này,
Ngoài những cái công dụng mà tôi vừa nói, nó còn có những cái công dụng khác nhau, thì mong sao các bạn để lại một số những cái dòng bình luận ở phía dưới để cho tôi cũng như là nhiều người biết đến cây này hơn. Đấy, có thể là ở địa phương tôi dùng cây này dùng làm thuốc chữa bệnh này, nhưng mà ở địa phương khác lại làm thuốc chữa những cái bệnh khác thì tôi không rõ. Nhưng mà tôi muốn tổng hợp lại và muốn tất cả mọi người ủng hộ tôi bằng cách biết được những cái gì thì các bạn vui lòng để lại viết xuống dưới bình luận để cho tôi biết. Và chắc chắn là tôi sẽ đọc bình luận của các bạn và tôi sẽ tìm hiểu và đúc rút được nhiều cái hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Đấy, đấy là hy vọng các bạn sẽ ủng hộ tôi. Và tôi mong sao các bạn ủng hộ tôi bằng cách like và chia sẻ nếu mà các bạn thấy cái clip này ý nghĩa, hay. Và đồng thời đừng quên nhấn like để ủng hộ tôi. Và subscribe để khi mà tôi có những cái clip mới thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được cái clip này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip tiếp theo. Cảm ơn.